Thưa quý vị, liên quan sự cố rơi cánh quạt trụ điện gió tại nhà máy điện gió Hòa Bình 5 tỉnh Bạc Liêu, ước thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng và thông tin đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tại buổi cà phê và điểm tâm sáng với doanh nghiệp vào sáng nay ngày 4 tháng 3. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 3, cánh quạt của một trụ điện gió tại nhà máy điện gió Hòa Bình 5 bất ngờ gãy và rơi xuống đất. Sự cố không gây thiệt hại về người, ước thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng. Sau sự cố, nhà máy điện gió đã phải dừng hoạt động để rà soát an toàn. Dự kiến hôm nay ngày 4 tháng 3, nhà máy điện gió sẽ vận hành trở lại. Hiện nay, chủ đầu tư và các chuyên gia đang phối hợp đánh giá xác định nguyên nhân sự cố. Dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 do công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích gần 30 hectare với 26 trụ tuabin, mỗi trụ cao trên 140m, sản lượng điện bình quân 280 triệu kWh trên năm. Đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hiện nay khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm hạn mặn của mùa khô và trong sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết nồng độ mặn xâm nhập từ triều biển Tây vào các kênh tuyến kênh chính của thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ đang tăng cao, có nơi nồng độ mặn đã tăng ở mức là 9,5%. Cụ thể, ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nồng độ mặn tại kênh Lầu, xã Hỏa Tiến là 5,7 phần ngàn, ngã ba nước trong là 6,2 phần ngàn. Tại huyện Long Mỹ, nồng độ mặn đo được ở cống Hóc Bó, xã Lương Nghĩa là 9,5 phần ngàn. So với ngày hôm qua, thì nồng độ mặn tại các địa phương này đã tăng từ 1,1 cho đến 2,9 phần ngàn. Dự báo nồng độ mặn tại tỉnh Hậu Giang còn tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng triều cường và gió Đông Bắc. Trước tình hình này, thì các địa phương có mặn xâm nhập khuyến cáo người dân không lấy nước lên đồng đối với trà lúa đang ngậm sữa, trổ, chín để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Cũng liên quan đến diễn biến xâm nhập mặn, do lúa bán được giá cao nên bất chấp các khuyến cáo, nông dân ở các tỉnh ven biển của miền Tây vẫn xuống giống vụ ba, hiện đang thiếu nước và xâm nhập mặn, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ghi nhận tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ông Thạch Mỹ, xã Tân Hưng, huyện Long Phú cho biết 8 gồm lúa OM 5451 gần 40 ngày tuổi đã bị nước mặn tấn công, khiến rễ không kiện, ngọn lá bắt đầu cháy vàng. Thấy cháy đầu lá rồi đó, rễ nó không còn xuống nữa, sao rễ nước mặn là rễ nó đâu có đâm ra, tình thử rễ nó đen là từ từ nó chết. Sao bây giờ nếu mà nước ngọt này kia vô được nước nữa là mình tàn chữ nước nữa, bơm cái nữa là được ăn. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, tại huyện Long Phú, nông dân xuống giống lúa đông xuân muộn trên 6.000 hecta, hiện có trên 3.000 hecta thiếu nước xâm nhập mặn, trong đó có hơn 600 hecta bị thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn. Mặc dù sở đã có văn bản làm việc các địa phương khuyến cáo người dân không làm lúa dù đông xuân muộn, nhưng vẫn có nhiều người xuống giống. Thấy hồi năm rồi đó là mình làm thì nó có lợi, rồi năm nay giá lúa hấp dẫn nữa. Thành ra mình cũng xuống giống lại. Cũng đang hướng dẫn bà con và đang tiếp tục vận hành các cái công trình thủy lợi để tiếp nước cho bà con trong cái sản xuất cái vụ đông xuân muộn này. Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn có thể diễn biến gay gắt kéo dài đến tháng 3 năm 2024. Vì vậy, khi được tiếp nước, đề nghị nông dân sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Thưa quý vị, dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 đi qua địa bàn huyện Bình Chánh là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này có mức đầu tư xây dựng là gần 1.500 tỷ đồng với mục tiêu là giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 50 và quốc lộ 1 hiện hữu. Tuy nhiên, hiện dự án thì vẫn còn vướng 50 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng sạch và trong đó thì một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận với các phương án về bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Phóng viên của chuyên mục Alo của Trung Phương Nam đã ghi nhận các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường song hành quốc lộ 50 và sau đây mời anh Tắc người phần tác nghiệp anh Quang Duy ạ. Thưa quý vị, đây là công trường đường mở rộng đường song hành quốc lộ 50 đi ngang qua địa bàn huyện Bình Chánh, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Long An, được xem là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì dự án vẫn đang được gấp rút triển khai để sớm hoàn thiện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại của dự án đó chính là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại thì vẫn còn khoảng là trên 30 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Gia đình bà Vấn là một trong 7 hộ dân trên đường Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh chưa đồng thuận với phương án mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường song hành quốc lộ 50. Chưa được đồng thuận điều gì hết. Tôi đề nghị nếu mà có bồi thường thì phải là 70 triệu một mét vuông.
Còn trường hợp bà Kim Hồng thuộc diện giải tỏa trắng phần đất diện tích 140m2 nhưng chỉ được thỏa thuận đền bù hơn 250 triệu đồng và một nền đất tái định cư. Đền cho tôi sao nặng tôi mới đi, tôi mới có tiền tôi cất nhà chứ bây giờ tôi bây giờ già rồi 60 mấy tuổi rồi đâu có tiền để đâu có làm cái gì mà để ra tiền đâu. Tôi không có chống à. Nếu mà 60 triệu một mét vuông, tôi lãnh tiền nhân lên 140 mét vuông cho tôi nhân lên rồi tôi sẽ lấy tiền tôi đi. Bây giờ chứ bây giờ đền tôi như vậy làm sao mà tôi để tôi, tiền đâu mà tôi sinh sống. Đến nay, huyện Bình Chánh có 544 trên 594 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường song hành quốc lộ 50. Tại các buổi tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng Nhân dân vừa qua, lãnh đạo huyện Bình Chánh cũng lý giải về các khó khăn vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời mong muốn người dân cùng chia sẻ các khó khăn vì lợi ích chung của các dự án. Người dân mà đã làm rồi, ta bàn giao rồi thì nó tại sao không làm, ảnh hưởng mấy trăm. Còn những người dân còn lại mấy người họ nói là tôi thì lợi ích tôi không đảm bảo. Theo quý vị giờ quý vị sao? Ai có lý mình, ai có tiếng nói mình, ai thì do vậy chứ chỉ còn một đường duy nhất là gì? Vì cái chung, mình cũng thấy rằng là có những lúc nó cũng chưa được trọn vẹn. Huyện lắng nghe, được giải quyết khiếu nại, cũng vận động đủ thứ chuyện. Thậm chí tôi nói thật các đồng chí có những cái chuyện là phải vận động những nhà đầu tư khác thôi, các anh cũng phải hỗ trợ thêm cho người ta. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh mong dự án xây dựng đường song hành mở rộng quốc lộ 50 sớm hoàn thiện, với hy vọng sẽ thoát cảnh ùn tắc giao thông cửa ngõ về miền Tây. Mong rằng chính quyền và các hộ dân sớm có sự thống nhất về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2025. Thưa quý vị, sáng mai ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng chồng là ông Chu Lập Cơ và 84 bị cáo liên quan sai phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Giữ quyền công tố tại phiên tòa này có 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết phiên tòa có khoảng gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong đó riêng bà Lan có 5 luật sư. Theo cáo trạng, bà Lan bị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định là bị hại trong vụ án. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản khi đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bà Lan số tiền 1.000 tỷ đồng. Chuyển động phương Nam sẽ tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tối ngày 2 tháng 3, ống chính của nhà máy nước sạch liên tỉnh trụ sở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chạy dọc theo đường tỉnh 824 đột ngột bị vỡ và do áp lực lớn, mạch nước phun cao hơn 7 mét đã khiến cho đường và nhà dân bị ngập. Khoảng 20 giờ, trên đường tỉnh 824 đoạn gần ngã ba Tua 1, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt. Vòi nước sinh hoạt bị vỡ, phun cao như vòi rồng. Chiều cao ước tính cao bằng tòa nhà 2 tầng, khiến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường. Người dân chật vật lưu thông qua đoạn đường bị sự cố. Vì gặp tình huống bất ngờ nên nhiều nhà dân bị nước tràn vào, ngập lênh láng. Người dân buộc phải tìm mọi vật dụng sẵn có để chống nước tràn vào nhà và thay nhau tát nước chống ngập.